Hello, mình xin chào tất cả các bạn đang xem kênh của mình nha. Thì lại tiếp tục video của ngày hôm qua thì mình lại trở lại với dòng săn mồi. Thì hôm nay là sáng chủ nhật, mình cố gắng tranh thủ mình thức sớm để mình quay cho anh em xem ha. Thì mình sẽ cập nhật cho anh em là săn mồi nè và cá lóc cảnh nha. Thì hôm qua mình cập nhật cho anh em là chép rồi, là hán rồi. Thì bây giờ mình sẽ cập nhật cái dòng săn mồi như những gì mình đã nói trong hôm qua. Nằm có ít cá nâu nè, cá nâu sông nha nè. Rồi bây giờ mình sẽ vào chi tiết từng dòng cho anh em xem nha. Rồi đầu tiên mình sẽ đến với dòng cá tai tượng châu Phi. Châu Phi đây mình sẽ có size tầm khoảng 3 ngón tay của mình và giá mình đang bán là 65k một con. Và vàng amino cũng vậy, 65k một con. Và anh em chốt trong dịp cuối tuần này, anh em nào chốt theo combo 4 con, tức là 2 con vàng, 2 con đỏ đen, mình sẽ để cho anh em với giá chỉ 200k thôi nha. Giá bình thường là 4 con là 260k. Thì anh em chốt theo combo 4 con giá sẽ là 200k nha. Giá rất là tốt luôn. Anh em có thể xem qua video mình tham khảo nha. Đây cá vàng bông lên bông rất là đẹp nha anh em. Đây. Con nào cũng như con nấy nha. Đây. Dòng vàng amino và đỏ đen châu Phi. Rồi tiếp theo mình đến với dòng cá nàng hai vàng amino. Nàng hai vàng amino thì có hai con từ bữa tới giờ. Nó vẫn giữ hồ nè. Nó trung tình luôn, nó không có rời xa mình luôn. Cá này cực kỳ đẹp nha anh em. Size tầm khoảng 27-28cm nha anh em. Bông bây giờ nó rất là nét luôn rồi. Thường thường mà cá mới về nó hay mờ mờ, nó nhạt nhạt, nó nhát á anh em. Mình nuôi ổn quá thì cái bông nó càng ngày nó càng đậm càng đẹp nha. Anh em xem không? Rất là nét, rất là đẹp luôn. Cái con này đợt trước nó mờ câm mà khách để lợi tới giờ luôn. Và hôm nay nó lên những cái nút đồng tiền, nó lên những cái viền vàng rất là đậm nha anh em. Anh em tại cái đèn nó cấn gỗ rồi, mình chỉ quay được cái ngoài thôi. Nhưng mà mình quay về chắc anh em thấy cũng rõ ha. Và giá mình đang bán là 800k một bé nha anh em. 800k một bé nha. Size tầm khoảng 27-28 nha anh em. Dòng nặng hai vàng amino. Lên đọc tiền rất là nét nha. Và tiếp tục mình sẽ đến với dòng cá kim vất tài nha anh em. Kim vất tài ở đây mình sẽ có size tầm khoảng 4 ngón tới 4 ngón rưỡi nha. Và giá mình đang bán là 120k một con. 120k. Và anh em chốt trong ngày chủ nhật này thì một đôi mình chỉ để cho anh em chỉ có 200k thôi nha. 200k, size to nha anh em, size to nha. 4 ngón tới 4 ngón rưỡi. Giá bình thường mình bán là một đôi là 240 nha anh em. Ngày chủ nhật này mình chỉ để cho anh em với giá là chỉ 200k một đôi nha anh em. Và đây mình bày một bày này thì sớm về được 10 con, nhưng mà có khách vô hết, mua hết 2 con rồi. Để đây mình còn lại là 8 con. Trường hợp là anh em là chốt nhiều chốt hết ha, mình sẽ có cái giá cực kỳ tốt cho anh em nha. Dòng kim phất tài. Cá liên lạc nha anh em, cá liên lạc nha. Đây là cái độ to của cá nha nè. Cái độ to của cá ha. 4 ngón, 4 ngón rưỡi nha nè. Rồi tiếp theo là tre panda size tầm khoảng 14-15cm nha anh em. Giá mình đang bán là 70k một bé nha, 70k. Dòng bò sữa ha, bò sữa trắng trắng đốm đen ha. Dòng này cũng rất là dễ nuôi, rất là dễ nuôi luôn. Dòng ăn tạm nha anh em. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với dòng cá hồng vĩ ha. Hồng vĩ ở đây mình sẽ có size là 15cm. Và giá mình đang bán là 140k một con. Size 15 nha anh em. Size 15 là dạng nó trung bình to rồi ha. Dòng cá sống đáy rất là năng động nha. Nó quậy cái phần đáy nó rất là sạch sẽ luôn. Đấy. Size 15. 140k nha anh em. Tiếp theo mình đến với dòng cá trê cọp ha. Trê cọp ở đây mình sẽ có size là 20 cm và
giá mình đang bán là 250k một bé nha anh em. 250k. Ở phần nó rất là nét và đẹp nha anh em. Cá liền lạc không tật không lỗi nha. Đây. Đuôi đồ liền lạc nha anh em. Đấy. Có một cặp, đúng một cặp duy nhất luôn. Đuôi sừng hoàng đế mình có size tầm khoảng 20cm nha anh em. Đó, 20 và giá mình đang bán là 250k một bé nha. À, vẫn còn một cặp. Cặp này từ bữa tới giờ nha anh em. Chưa có khách chốt nha. Đó, anh em nào mà chốt một đôi nè, mình bán với giá là 450k nha. Còn ông Vĩ nè, anh em chốt một đôi đi. Sẽ là 250k nha. 250k. Đó. Cá đen huyền rất là đẹp nha anh em. Đấy. Tiếp theo mình đến với dòng cá két đỏ nha nè. Két đỏ ha. Đây. Két đỏ đây mình sẽ có size là 3 ngón tay nha nè. Đó, giá mình đang bán là 130k một con. Và ở đây mình còn 3 con. 3 con ế nha anh em. Ế nói ế, không có gì đâu mà sợ. Sợ tới chưa. Không có gì đâu mà ngại vấn đề ế hết trơn. Đấy. Giờ đây mình ế 3 con rồi. Ế 3 con này cũng lâu luôn rồi đó. Đó, anh em là mình bán lẻ là 130k nha anh em. Đó, anh em nào chốt hết 3 con này mình để cho anh em với giá là 100k một con nha. Đó, 3 con này với giá là 300k thôi. Màu đỏ đẹp nha anh em. Đó, kỳ cờ là nó dài luôn, nó thước tha luôn. Đó, 3 bé này với giá là 300k nha. Đó. Tiếp theo mình đến với két sâm. Két sâm ở đây mình còn đúng và duy nhất một cặp luôn. Đó, kiếm anh em hữu duyên ha. Đó thì size của nó là 3 ngón rưỡi tay của mình nha, 3.5 ngón tay. À, và giá mình đang bán là 200k một bé nha. Đó, 200k một bé nha em. Ở đây sẽ có một con đậm và một con nó hơi nhạt. Nhạt thì cái bông nó lên đậm. Đó, đậm thì cái bông nó lên nhạt. Đó, đây hai con hai màu ha. Rất là tuyệt vời luôn. Đó, một đôi nó giá sẽ là 390k nha. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với dòng cá két cọp ha. Đó, két cọp ở đây mình sẽ còn là 5 con nha nè, 5 con. Đó, cam vân đen. Đó, cam vân đen nha nè. Đó, size tầm khoảng 3 ngón rưỡi. Đó, có con này là tầm khoảng 3 ngón ha, còn lại là 3 ngón rưỡi nha nè. Đó. À, giá bình giá bình thường mình đang bán là 300k một con nha. Và trong cuối tuần này anh em nào chốt một đôi, giá sẽ là 390k nha nè, 390k khi anh em chốt một đôi nha. Đó. Còn 5 bé anh em chốt hết có giá tốt cho anh em luôn ha. Đó. Tiếp theo ở đây mình sẽ có một con ngân long. Đó, ngân long. Ngân long này size tầm khoảng 18cm nha anh em, 18cm. Đó, và giá bình thường mình đang bán là 270k và hôm nay mình để cho anh em với giá là 200k cuối tuần nha anh em. Đó. Và tiếp theo mình đến với dòng cá hồng kỳ phát tài ha. Hồng kỳ phát tài ở đây mình sẽ có là 5 con. Size là tầm khoảng 3 ngón và giá mình đang bán là 200k một con. Dòng này thì mình không có giảm cho anh em. 5 con giá 200k, nhưng mà anh em mà dạng mình chốt hết một cái combo 5 con này mình sẽ có giảm cho anh em nha, có giảm cho anh em. Hồng kỳ phát tài nha anh em. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với dòng cá lóc cảnh nha anh em. Đầu tiên mình sẽ đến với dòng cá lóc vàng amino mắt đỏ nha anh em. Đó, thì trước mặt các bạn đang xem là cái size tầm khoảng 11cm nha. Đó, và giá mình đang bán là 250k một con. Và ở đây mình còn chỉ có 2 con thôi. Đó, anh em nào chốt hết một đôi rồi để cho anh em 400k nha, khỏi cần suy nghĩ nha. Đó, size 11 xanh nha, 11cm. Đó, chỉ có đúng một đôi thôi. Giá cuối tuần cho anh em 400k một đôi nha. Giá lẻ là 250k một con nha anh em. Tiếp tục mình sẽ đến với dòng cá lóc bông beo. Đó, một dòng cá lóc không hề vắng bóng khoảng một tháng đúng rồi nè. Hơn tháng luôn rồi. Đó, thì trước mặt các bạn xem đây là cái size tầm khoảng 14-15cm nha em. 14-15cm. Đặc trưng của cá này thì nó sẽ có cái màu trắng bạc và bông đen nha em. Trắng bạc bông đen. Đó, thì hiện tại size này mình đang bán với giá là 100k một bé nha em. 100k. Đó, thì ở đây mình chỉ có 10 bé thôi. Mới về nhưng không có hàng nha anh em. Có hàng này không gầy, nó không có luôn. Có là mình đặt thường xuyên cho anh em xem rồi. Họ nó vắng bóng gầy là hơn tháng này, là hơn tháng rồi nè. Đó, 100k một bé nha, size tầm khoảng 14-15cm nha anh em. Đó, anh em nào mua thì cứ chốt chân chốt lệ cho mình ha. Đó, những con cá này mình chỉ nhận chuyển khoản tính toán trước, sau đó mới đóng thùng và mình gửi ship cho anh em ha.
Đó, và mình gửi ship cho anh em, trong quá trình đó thì mình sẽ có bảo hành trên đường vận chuyển cho anh em ha. Đó, khi mình nhận cá anh shipper giao tới thì anh em cứ yêu cầu kiểm tra hàng cho mình, khui thùng ra, cá nó ok thì mình nhận ha. Đó, còn mà nó trục trặc này nọ, ví dụ như là cá yếu nè, không đúng mẫu nè, hoặc là vỡ bọc cá chết gì đó, thì các anh shipper sẽ liên hệ với mình ha, và sẽ báo lại cho mình sẽ có cái hướng giải quyết cho anh em. Còn mà ví dụ anh em mà đem về nhà, anh em lấy từ bưu cục về á, thì anh em cứ lấy cái điện thoại ra, trước khi anh em khui thùng, anh em lấy cái điện thoại ra quay video cho mình trong cái quá trình mình khui thùng ha, mình coi cá nó có vấn đề không, nó ok thì mình đem vô hồ mình thả, còn nó cũng có trục trặc ngoài ý muốn thì mình sẽ một đổi một cho anh em nhé. Nên anh em cứ yên tâm, không phải là mình nhận tiền anh em là mình hết trách nhiệm nha. Anh em nào mua hàng của mình nhiều rồi, anh em cũng có hiểu và biết mình bán hàng như thế nào nha. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với dòng lóc tiểu hoàng đế nha anh em. Tiểu hoàng đế ở đây mình sẽ có size tầm khoảng 13 nha. 13 cent. Con này mình đang bán với giá là 320k và cuối tuần. Con này mình giảm cho anh em chỉ còn có 300k thôi nha, 300k. Thì cái con này mình phát hiện ở trong những cái hồ còn lại của mình, nó được hai con mà nó có cắn nhau nha anh em, có cắn nhau nha, có gách đuôi nhẹ nè. Con này mà size tầm khoảng 13, giá mình đang bán là 300k cho anh em nhé. Theo là mình còn con tiểu hoàng đế size 14 cm nha anh em. Hai ông nội này nó nằm trong cái hốc máy bơm á, mình không có thấy. Mấy ngày nay thì mình có xúc hồ mình phát hiện còn hai em cắn nhau gách tùm lum. Thì con này size 14 nha anh em, giá con này là 350k nha. Nó gách kỳ thì không vấn đề cho anh em. Anh em nuôi chừng tuần lễ, tầm khoảng trên dưới tuần lễ là nó lành lặn thôi, nó không ảnh hưởng gì hết. Mà sợ nó mất cái phần kỳ luôn á thì nó sẽ có tật nha, nó không có ra hết. Đấy. Rồi tiếp tục mình còn một cái ẻm lóc trân châu. Bữa mình có về nhưng mà mình không có đăng video anh em. Thì cái size con này thì nó tầm khoảng 23-24 cm nha anh em. Thì cờ phiên này nó cũng khá là ok. Thì ở đây mình còn duy nhất một con nha anh em, duy nhất một bé luôn. Size 23-24 cm, dòng trân châu đen. Con này giá bình thường mình đang bán là 250k. Và anh em chốt cuối tuần này và cũng còn là con duy nhất luôn, mình để cho anh em là 200k thôi nhé, 200k. Rồi tiếp tục mình đến với dòng cá lóc bông Thái. Trời ơi, hôm gài nó vắng bóng cũng mấy tuần rồi anh em. Mình không có đăng cá lóc bông Thái luôn á. Thì hôm nay mình sẽ có cái size nhỏ nha. Size nhỏ này thì cái size nó tầm khoảng 10 11 nha anh em, 10 11 cm. Và giá mình bán lẻ là 15k. Và anh em chốt combo nha. Combo là 10 con sẽ là 120.000. Và một cái combo là mình không có ship cho anh em được nha, anh em thông cảm nha. Mình phải tốn chi phí cái thùng xốp nữa. Nên anh em có thể chốt một cái combo này cùng vài cái con cá khác cho cái combo nó, cho một cái thùng nó trọn vẹn tầm khoảng 200k thấp nhất nha. Thấp nhất là 200k mình mới ship nha. Từ 200k trở lên thì vô tư. Thì giá này mình báo cho anh em là chưa bao gồm phí ship nha. Phí ship tỉnh thì nó tầm khoảng vài chục nghìn thôi. Còn dạng anh em mua số lượng nhiều á thì nó phí nó mới nhiều. Và đây là cũng là cái dòng cá cuối cùng trong video ngày hôm nay. Anh em thấy thích dòng nào thì mình cứ xem qua video mình chọn ha. Và video mình cũng xin kết thúc tại đây ha. Anh em thấy thích thì cho mình một like, hoặc là muốn xem những cái đợt tiếp theo mình có những cái dòng cá gì thì anh em hãy nhấn cái nút đăng ký ha, để khi mình đăng video lên anh em sẽ xem được cái video của mình. Và mình thường xuyên cập nhật video thay đổi cá cho các bạn xem hàng tuần. Rồi và mình cũng xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của mình nhé. Rồi mình xin chào nha.